văn nhân đấy. Tôi xin quỳ. Vâng. Chúng ta tiếp tục chia sẻ những cái tác phẩm tại cây cảnh nghệ thuật Đức Bác Lập Thạch. À, xin lỗi, sông Lô. Xe đỗ ngõ đi bộ tí mà đường bê tông ngon lành. Xong anh có quay lên đây không thì tôi đi xe máy. Đi xe máy đi. Vâng. Này, anh cái này là mình còn làm mấy hôm nay anh? 18 rồi. 18 âm thì à vâng, hôm nay mình có 14. Vâng. Một tuần anh ạ. Phải chiều ăn mát chứ còn buổi sáng hẳn. Giảm quá. Bên xem này không thể xem được. Chói cái mắt nhìn rồi. Này, gốc cũng như này, này đá thật quá đá. Chắc bao giờ được đá. Câu lạc bộ cây cảnh Bắc Bình, tác phẩm ổi của anh Nguyễn Tuấn Anh. À, đến đây tôi giới thiệu với các bạn một cây hoa phượng. À, cây hoa phượng của ông Hoàng Văn Hợp. Vâng, đây là số điện thoại. Chúng ta đến với tác phẩm xương cá của ông Nguyễn Tuấn Anh, câu lạc bộ Bắc Bình. Tác phẩm Sam Trái. À, đến với tác phẩm Rúi. À, của ông Sự Bonsai. Thank you.
Đỗ Sinh thì phải bắt tay Đỗ Sinh, nên là fan hâm mộ tối nào ngồi xem để. Vâng, chào bác. Bác ở huyện nào? Tôi ở bên xã Sông Lô. À, bên xã Sông Lô, thành phố Việt Trì. Thành phố Việt Trì, bên kia phà Đức Bắc. Em vừa đi qua xã bác để mới sang đây được. Vâng. Tối nào chúng tôi phải ngồi ở vô tuyến khoảng độ 3 tiếng về anh. Vâng, cảm ơn bác nhé. Những người đã đăng ký, chia sẻ và xem và đồng hành cùng với Đỗ Sinh. Đây là một trong các bác ở trong cái đoàn ở bên Việt Trì sang tham quan cây cảnh Đức Bắc. Cái phong thái thì về tính nết, về cử chỉ, về ngôn từ, cũng như là cái cách lấy cây xong để truyền hồn cho xã hội này được xem cây. Và nhiều những cây cũng để biết được giá. Vâng. Nó rất là thực tế với những người ta đam mê ngồi xem. Xong để buổi tối rất là thích xem. Vâng. Chương trình Hương Sắc của Đỗ Sinh. Vâng, cảm ơn bác. Chúc bác mạnh khỏe nhé. Chúng ta chung là niềm đam mê. Có nhiều tác phẩm đẹp hơn nữa. Tiếp tục gửi đến các bạn những cái tác phẩm bonsai được trưng bày tại đây. Đó là cây xanh của ông Sự Bonsai. Đây là số điện thoại. Tôi rất là hài lòng khi đến những cái khu vực mà trưng bày cây cảnh nghệ thuật giao lưu mà các anh có treo thẻ. Ở trên thẻ ghi được tên của chủ nhân và số điện thoại. Đó là tuyệt vời. Bởi vì từ số điện thoại chúng ta có thể có tất cả. Có giao lưu, có địa chỉ, có đường đi lối lại để tìm được đến nhau. Đây là mấy tác phẩm liền của anh Sự Bonsai. Thằng Giang ở đời nè. Thằng Giang ở trên sân vận động nó đến đấy rồi. Giang đen. Ừ. Thế là xong Giang mang cái nhàng thắng. Thắng bỏ bê mãi xong thì là mình gạ nó bảo 13 triệu mình thả xuống. Con này đổ nó cũng là con đẹp đấy. Thế bác đừng quay ăn nhá. Đây chủ nhân ban đầu của nó là phải đây này ông Sinh này. À đâu ạ? Đây. Thế mà sao anh lại nói là bác đừng quay em? anh quay lại đi, tôi chính bán rồi nhưng mà tôi đang muốn hỏi anh một câu này. Anh quay lại tí đi. Để cho ông phỏng vấn tiếng như này. Không, dùng từ phỏng vấn thì nó hơi nặng quá, mình gọi là tâm sự. À, cây xanh này anh bán được lâu chưa nhỉ? Hơn chục năm. Hơn chục năm rồi? Qua hai chủ nữa rồi. À, thế thì tưởng là anh vừa bán xong rồi. Để tôi khai thác thông tin. Chứ còn nếu mà lại hơn chục năm rồi mà lại qua hai chủ nữa thì không phải gọi cây, không phải dùng cái câu là anh này vừa bán. Không, tức là ông này là chủ nhân, tôi giới thiệu ông là chủ nhân. Cũng bỏ rồi, bỏ qua cái câu ấy rồi. Bởi vì nếu là chủ nhân cũ là vừa bán cho anh này xong thì mới gọi chủ nhân cũ. Lâu rồi, 10 năm nay rồi. Thế thì cũng không tiếc. Chứ nếu mà anh vừa mới bán mà anh bỏ đi không tiếp chuyện với Đỗ Sinh thì Đỗ Sinh thực sự là tiếc. Nhưng mà đến bây giờ không tiếc nữa. 10 năm trời mà qua hai người nữa mới đến người này nữa thì tôi muốn là thế này này. Anh làm cây này bao nhiêu năm mà được một tác phẩm đẹp như thế này. Chủ yếu là để mình tâm sự thôi chứ không có gì ảnh hưởng đến anh cả. Đấy là những cái tức là anh làm cho khán giả thích. Vâng. Tác phẩm này có cả nó truyền từ ngày xưa, anh chỉ mới làm được cái cốt đến với cốt thế này thôi. Vâng, đấy. Đến người nữa thì ta sẽ làm được bộ đòn như đòn này. Sau vâng. Bộ bông rồi đến người khác mới làm được nữ bộ vâng, bông vâng. Này. Tức là lâu rồi. Truyền qua nhiều người thì cái cây... Mà anh bán 10 năm nay rồi thì vâng. Cái cây xanh của anh trước kia nó chưa có cái đặc điểm gì lớn cả. Không có cái cây mà... 10 năm để mà làm được như thế này. Cây mà mình làm nó mãi mãi nhưng mà không đi nhiều thì cái cây cũng không bao không đẹp. Phải nói là cái bệ của tác phẩm xanh này đẹp ấy, một tác phẩm xanh dáng huyền trực huyền được ấy.
quá hay đấy. Mình lấy cái cổ này cho nè. Huyền đa số là bị cao, nó quả nó cao hơn. Như đây của nó cây nó rất cân đối. Bao giờ cái ấy nó con nắng rồi nó phi hơn. Không, cái hướng trực thì nó là hướng lên trên thì bao giờ nó dồn chất lên. Thế nhưng mà đến phía dưới này cũng hơi vẫn là hơi quá nhỏ. Vẫn chưa được cân xứng. Quá nhỏ. Bây giờ để muốn cho nó cân xứng thì phải mất thời gian nữa. Tức là vật nằm ngửa lên để cho thành dáng Huyền thành đứng lên. Đứng một thời gian đủ rồi. Ít nhất phải 6 tháng. 6 tháng chính trong cái dịp mưa này này. Trong cái mùa mưa này này. Thì nó sẽ dồn chất lên. Vâng, ta đến xem cây xanh trực quyền này của ai. Chủ nhân hiện tại đây. Đó là câu lạc bộ ART Việt Trì của anh Vũ Trường Giang. Vâng. Cây này quê của hùng. Thế hẳn nào anh bảo thôi đừng quay em. Cái quay này nó có đau có chết đâu. Còn cây của mình bán 10 năm nay rồi thì thực ra tôi mà nghĩ là anh ấy vừa bán xong rồi tôi muốn hỏi một chút thôi. Không bán lâu rồi. Ừ, 10 năm nay mà qua hai người nữa mới đến ông này đấy thì không quan trọng. Bây giờ bông răm mới lên tuổi lên da thôi. Chứ còn cốt của nó là nó không thay đổi gì. Cây này gần như không phải làm gì. Không, như cái bóng cây tôi thấy thuận. Đẹp. Bóng cây đẹp mà. Bóng đẹp với anh ạ. Đẹp. Cây này nó đứng vào những cái trang nhất, nó chữa cái tuổi nó còn non đấy chứ. Vâng, là cây này thì đứng vào trang nhất chưa lên cái màu tuổi lắm. Rồi. Chưa có đóng keo. Thôi nhưng mà thì có già thì mới có non, mà có non mới có già. Mình cứ chơi mãi. Vâng. Còn để mà có một cây già thì nói thật với các bác là không phải chuyển tuổi xanh ấy, phải từ 5 đến 70 năm. Thì mới lên được cái thì mới đẹp. Rồi cái gì đấy kia quay đấy cũng nhiều ấy nhỉ. Bao nhiêu video ấy? À tôi ở Bắc Ninh. Bắc Ninh đấy. Tôi di chuyển về đây ngày hôm kia. Vâng. Đấy coi như cũng tương đối là. Tôi ở Bắc Ninh 3 ngày mà. Thấy nhiều video lên ghê. Chúng ta đến với tác phẩm Hoa Giấy. À, cũng của anh Vương Mạnh Hùng. Câu lạc bộ ART Việt Trì. Giá mà bây giờ cây này nó đang đơm hoa như là cái lãng hoa đẹp thì hay quá nhỉ. Nhưng mà khả năng qua Tết rồi, sẽ nở vào cái dịp Tết vừa rồi đấy. Hết hoa rồi. Lúc đi sang đây thì mưa, từ nhà mưa lên. Thế sang đây làm một cái video lúc đấy cũng mưa nặng hạt, lại không quay được nữa, lại vào nhà uống nước tí. Xong uống nước xong ra quay thì nó nắng bừng lên, rồi giờ người lại rát rồi. Và người nó cứ ngây ngấy kiểu như muốn sốt hay sao. Mệt quá. Kiểu nó khó chịu, hơi nước nó bốc lên. Vâng, tôi xin dừng video này ở đây để chúng ta chuyển tiếp những video sau.